biên quay đầu ông chạy lên trên dây nào chứ. Chạy lên được không? Chạy lên luôn đi. Chạy lên được nhưng mà dây không dây được không? Dây được không? Ngắm dây được không? Ba thế này nó đẹp nhất rồi đó. Nó quay cái đít cho nó sáng cho mày chiếu nè. Còn... bên này thì nó thì cáo. Ừ. Đó, nó bánh bên kia nó bây giờ đi nghiêng lên được rồi kia. Hả? Căng cầu đi. Ở lại đi. Sao? Ở lại tấp sát bên kia á. Tấp sát lề bên kia kìa. Không được. Dây rợ gì cột nó lại nữa. Chạy sao dây cột. Ủa chạy mình, anh chạy xe anh không có dây à? Dây thì có nhưng mà bây giờ mình cột cái thế nào đây chứ dây thì cột hai bên cho nó khỏi qua lại á. Khi chạy sóc á nó không có chạy sóc qua sóc lại. Anh này về đâu vậy? Sài Gòn. Coi nó lên đẩy lên dùm ấy. Thế được không? Lên đấy được. Đẩy lên đi. Ôi, thăm đây, thăm đây. Chạy được. Chạy lên được. Ừ, thôi, là xe cái này đâu nó vô đó luôn. Để cho nó qua về lại. Thank you.
anh Mến ơi, không có cái dốc nào nó giống như thế này hả? Ghe cái đít vô cái là đẩy lên luôn. Dốc này nè, cái đít vô chỗ này nè. Dốc cái chỗ xe la mình nè, dốc ngay cái chỗ này luôn nè, ghe đít lại, xe này chạy lên chạy từ trên chạy xuống là vô luôn. Ừ. Đấy, anh chỉ ngay đó thôi mà cũng sao, đó, sao? Ở đây. Dốc này nè. Thì lại đó làm ấy thấy vậy quá. Tắt máy đi Phương.